tuy rằng anh tật nguyền như vậy nhưng mà vẫn cu mang là con, là người con, là không phải là con ruột của anh. Bắt buộc là con phải xa cha thì con thấy thế nào? Con nghĩ con đồng ý, tại vì kiểu con muốn ở với ba. Nhưng mà con có muốn gặp mẹ không? Anh cũng nghĩ rằng là lúc đó chắc mẹ bé gặp khó khăn gì đó nên mới cho bé, chứ không ai người phụ nữ nào mà đành lòng mà đẻ con để cho người khác. Cái lúc cho đó là cái người mẹ tỏ ra khổ hay là... Nói chung nếu như ai sinh ngày 1/10/2006 mà cho bé gái thì cứ trong đúng hoàn cảnh của mình thì cứ mạnh dạn. Bé gì bắt buộc bé buồn, nhưng mà có lần anh nhớ là bé gì bé hỏi anh là mới 12, 13 tuổi, bé hỏi câu này anh cũng nghi rồi, ngạc nhiên nói: ba ơi, hỏi gì con? Ba nhóm máu nè. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh hùng quân và quý khán giả đang xem kênh Quân Phạm. Hiện tại bây giờ thì anh đứng bên cạnh là... Anh tên là Ngô Công Khanh. Con tên gì? Dạ con tên Thùy Trang. Thần giới thiệu cho rõ hơn là anh Khanh là gà trống nuôi con nuôi cháu, là không phải là cha con ruột. Tình nghĩa của cha con là phải nói là rất là gắn bó keo sơn, tình thương rất là cao cả. Hôm nay không biết lý do gì thì Thận nhận được là anh cũng đi tới nhà Thận luôn, từ thành phố đi tới nhà Thận là ở Vĩnh Long đó cô chú anh chị. Hôm nay thì anh nói là anh muốn nhường cái quyền nuôi con để cho một người khác nuôi, không biết lý do tại sao. Thì bây giờ Thận sẽ phỏng vấn anh cái câu chuyện ra thế nào. Rồi anh có thể anh kể cái câu chuyện của anh cho tất cả. Xin trước tiên là kính chào quý bà con cô bác, cộng đồng mạng trong nước như nước ngoài, lời trân trọng. Thưa quý bà con, thì tôi tên là Ngô Công Khanh, là trống nuôi con này, là con gái là Ngô Thị Thị Trang. Trước đây thì tôi bị tai nạn đi lao động năm 92, đi đánh cá Vũng Tàu bị tai nạn lao động, bị gãy cột sống, liệt hai chân, hai chi dưới. Trong tới năm 90, năm 2002 thì trong quá trình lên thành phố ở thì tôi đã lập gia đình lấy vợ. Thì trong quá trình lấy vợ ở mấy năm thì không có con, hai vợ chồng quyết sinh đứa con nuôi để gắn kết cái mối duyên giữa hai vợ chồng gia đình thì nó sẽ tốt hơn. Thì cũng là cái dịp may có duyên là được đây, được bé Ngô Thị Trang nhận gì là con nuôi. Nuôi bé từ hồi 3 ngày tuổi cho trong bệnh viện. Thì hôm nay đến đây để nhờ kênh Thận Phạm lan tỏa ra lý do là tôi muốn tìm mẹ ruột của con tôi. Lý do là tôi tìm là lý do là đúng ra đó, tìm như bây giờ thì nó hơi sớm, nhưng mà phải có lý do. Lý do hoàn cảnh của tôi là nói chung thời buổi bây giờ là bệnh nền, bị dịch Covid nữa, không biết ngày nào biết nó có dính rồi bệnh nền rất nguy hiểm tới tính mạng. Biết đâu rồi một ngày nào đó rồi mình ra đi, nhắm mắt xuôi tay ra đi mà mình chưa làm những cái việc cần thiết cho con thì ai làm cho con đây? Thì chính vì vậy nên tôi suy nghĩ rằng dù có sớm vẫn hơn là muộn, đến nhờ kênh của Thượng Phạm rang tỏ ra, mong cộng đồng mạng nếu mà ai biết tin hay là ai là mẹ của bé cứ mạnh dạn liên lạc đến anh Thượng Phạm và tôi để cho tình duyên mẹ gắn kết lại. Cái đó là mong ước sau cùng của tôi. Sẵn đây tôi nói những cái điểm này, nếu mà ai là mẹ của con tôi. Thứ nhất là bé sinh ngày 1/10/2006 ở bệnh viện Hùng Vương. Nếu như ai sinh ngày 1/10/2006 mà cho bé gái thì cứ trong đúng hoàn cảnh của mình thì cứ mạnh dạn liên lạc. Anh có nhớ tên người mẹ? Tên người mẹ, tên là trong giấy hồi đó cho là ghi là Nguyễn Thị Lan. Nguyễn Thị Loan. Rồi anh. Năm đó là mẹ bé nói là mẹ bé 18 tuổi mà mẹ bé đang đi làm ở quê, là địa chỉ ghi ở trong cái giấy cho là giấy tay thôi. Là ấp Cây Gia, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Mà trong quá trình đó là tôi cũng đến tìm hai lần nhưng mà không có, không biết phải là chưa tới duyên hay như thế nào đó, hay hoặc là mẹ bé có cho địa chỉ thật hay là chính xác hay là không. Nên đến hôm nay đến đây nhờ cộng đồng mạng quan tâm với hoàn cảnh của hai cha con tôi. Nếu mà ai biết thông tin này lan tỏa ra giùm, chỉ giùm thì tôi rất chân thành cảm ơn. Nhưng nói tiếp là tại sao mà bé mới có học lớp 10, hôm nay là mới có 16 tuổi mà tôi đi tìm mẹ cũng quá sớm.
là lý do là tôi bệnh nền Covid này kia, nếu như rủi có bắt đắc chuyện gì đó thì không ai làm được gì việc đó cho con của tôi à. Thành ra là trách nhiệm người cha dù sớm hơn là muộn. Yeah. Nó là như thế, chứ đúng ra thì trong tâm của tôi cũng muốn nuôi con tôi trưởng thành, có con học hành tới nơi tới chốn, công ăn việc làm ổn định, lúc đó đi tìm mẹ thì nó sẽ phù hợp hơn. Tôi cũng biết rằng nếu bây giờ mà tìm đến mẹ bé thì cũng ảnh hưởng tới phần nào cuộc sống riêng tư của mẹ bé, nhưng mẹ bé đây là một lời nói chân thành từ đáy lòng của tôi, mẹ bé nếu mà thật sự cứ liên lạc mạnh dạn liên lạc, không có gì phải e ngại. Nếu như mà liên lạc tôi thì cũng muốn rằng là nếu như cho tình mẹ con nhận nhau tốt, không thể nào ảnh hưởng tới, tối thiểu nhất là không nên ảnh hưởng tới gia đình riêng của mẹ bé đó. Là cũng tâm nguyện của tôi đó. Vậy thì anh cho em hỏi là anh có yêu cầu mà mẹ cháu nhận lại phải tiền bạc hay là có gì không anh? Không, đúng ra cái tâm của tôi nuôi từ bé tới bây giờ là nuôi bé là cái duyên, cái duyên giữa cha con gặp nhau trước tiên là cái duyên, thứ hai là cái nhà nợ, thứ ba là cái trách nhiệm cha con nữa. Tôi cũng đã hoàn thành, bé con ăn học đàng hoàng, nay bé học lớp 10 rồi, nhưng nãy tôi đã nói đó là tôi có bệnh nền, nhưng mùa này mùa Covid nữa. Đôi khi mà chúng một cái bệnh gì đó hay là mình có xui tay nhắm mắt sớm thì không ai lo được gì cho mấy. Dạ, nói tóm lại là anh không có đòi hỏi tiền. Không đòi hỏi gì hết. Nếu như mẹ bé, nếu như mẹ bé mà muốn là kết nối lại với bé, anh sẵn sàng tạo điều kiện hết mức. À. Không có điều kiện gì cả. Dạ. Cái tâm của tôi là không có điều kiện. Nếu như mẹ bé muốn về ở với mẹ bé, nếu mà mẹ bé chứng minh tài chính đầy đủ lo mà thương yêu bé hối hận. Dạ. Anh sẵn sàng dâng hai tay bé cho mẹ bé, không bất cứ điều kiện nào cả. Dạ. Đó là tâm nguyện của tôi. Mà nuôi bé thì phải lo hoàn thành trách nhiệm cho bé, cho chứ không nhận. Dạ. Thương con là cho con chứ không nên nhận. Con năm nay là con 16 tuổi hả con? Dạ đúng rồi chú. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 10. Dạ. Em thấy là cháu rất là đẹp gái, với lại thành đạt nữa, học tới lớp 10 rồi, 16 tuổi. Và rất xinh gái nữa, chắc là mẹ cháu chắc cũng xinh đó ha. Thì anh cho em hỏi cái đời tư anh chút xíu ha. Mang cháu về nuôi là anh đã bị tật như vậy phải không? Trước kia anh có bị tật hay không? Dạ trước khi mang bé về là như nãy đã nói là năm 92 mới bị tai nạn, là lúc đó là mới bị tật. À bị tai nạn xong rồi anh mới lên thành phố sống. Thành phố sống là mấy cái duyên gặp mà mẹ nuôi của bé là vợ của anh. À mới kết hôn. Kết hôn trong quá trình ở 6 mấy năm không có con. Rồi mới quyết định là sinh bé. Là cái duyên. Ờ, sinh cháu về nuôi là cháu là được 3 ngày thôi. 3 ngày tuổi là mẹ bé sang tay rồi hai chồng anh nuôi tới bây giờ. Trong quá trình đó thì mới đầu thì sinh bé về thì cũng có vợ, có chồng nuôi bé nào cũng như là có vợ anh. À rồi, vậy hả? Trong quá trình sống vợ chồng sống với nhau đến bé năm 2008 là bé 2 tuổi mấy đó. Dạ. Là mới trong quá trình chung sống anh với mẹ bé là bắt đầu quan điểm sống. Nên hai người quyết định là chia tay nhau. Vậy là câu chuyện của anh là gà trống nuôi con là nuôi cháu này đó ha. Từ bé 2 tuổi mấy tới bây giờ là anh nuôi. Vậy thì anh cho em hỏi là trong thời gian nuôi đó thì em thấy anh có tật như thế này thì anh làm gì để nuôi cháu, cưu mang cháu cho tới ngày hôm nay? Cũng có một cơ sở từ thiện giúp đỡ, có một học một cái nghề làm những con thú. Làm những thú nuôi bé tới bây giờ. Chứ không phải là anh là giàu có gì này nọ để chung anh cháu gì nuôi hả? Anh nói chung là anh ở nhà thuê nữa, rất là nghèo. Nói chung hả? Là nghèo vật chất, nhưng mà đối với con là giàu tình thương. Trời ơi, tội nghiệp quá cô chú anh chị. Thì anh là cái người có tật như thế này nè. Thì trước kia là anh không có tật. Rồi anh sau một thời gian thì anh cũng kể đó, anh bị tai nạn rồi không đi lại được như mọi người, phải ngồi xe lăn gì miết nè. Nhưng mà cũng ráng làm để nuôi cháu. Từ lúc mà lọt lòng ra cháu cũng không có được tình thương của mẹ hay sao đó thì cho cháu về để cho anh cưu mang tới bây giờ, thì anh nuôi mạnh khỏe như vậy cô chú anh chị đã thấy rồi đó. Thì cũng cố gắng. Hôm nay thì qua cái lời kể của anh thì Thuận thấy một cái tấm lòng của một người cha nuôi mà thương yêu con như thế này, mà hôm nay anh lên tiếng. Không biết trong mình, trong máy anh nó ra thế nào mà lên tiếng là tìm lại người mẹ cho con mình, để mong muốn là lỡ anh có bất chấp gì đó thì cháu có một cái cuộc sống tốt hơn. Như vậy thì
lỡ có bất chấp thế này em nói anh đừng có buồn ha, lỡ anh có bất chấp cái gì đấy thì mình không có còn người nào để gửi cháu hay sao không? Đúng ra thì cái nương tựa bây giờ là hy vọng cuối cùng là vào bé, là vào anh. Mẹ bé thì cũng có gia đình, là sanh ra bốn đứa con rồi, nói chung cuộc sống rất khó khăn, còn không giúp đỡ gì cho bé. Cuộc sống của bé từ ngày tới giờ anh lo là chính, không mẹ bé không có lo gì hết, anh là chính. Nếu như anh có điều gì xảy ra thì con anh không biết chỗ nào nương tựa, cuộc sống nó sẽ bơ vơ, nó sẽ khổ thêm nữa. Nó chính vì vậy đó thì anh mới lên kênh Tướng Phạm, nhờ Tướng Phạm lan tỏa ra cộng đồng mạng, kính nhờ ông bà cô chú anh chị nào đó biết được cái hoàn cảnh này, biết ai là mẹ cháu thì chỉ dẫn, chỉ giúp giùm, hoặc là mẹ bé cứ mạnh dạn cứ liên lạc với Tướng Phạm và anh sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất, miễn làm sao cho con anh tốt nhất, được cho con anh làm, anh không ngại bất cứ điều gì. Hồi đó giờ thì cha con nuôi con như vậy đó thì cuộc sống con như thế nào, có tốt hay không, con có thể kể cho chú biết được không? Dạ có, thấy cuộc sống ba con lo cho con đầy đủ lắm. Nhưng mà con biết cha con là con là cha nuôi từ nhỏ tới lớn vậy là bao nhiêu rồi? Dạ từ năm con 13, 14 tuổi á. Vậy đó hả? Cái lúc đầu thì cháu không biết hay sao anh? Không biết, bé nhỏ, bé vô tư, không biết là chồng sớm nói bé. À vậy là 13 tuổi là con biết được điều này hả? Là cháu có đau lòng không anh? Nhưng bé gì bắt bố bé buồn, nhưng mà có lần anh nhớ là bé gì bé hỏi anh là mới 12 13 tuổi, bé hỏi câu này anh cũng cũng nghi rồi, ngạc nhiên nói ba ơi hỏi gì con, ba nhóm máu nào, Lúc đó là nhóm nhóm máu gì. con có hỏi vậy Là không? lúc đó là bé đâu mà bệnh, bé bị bệnh là giảm tiểu cầu, nó xuất huyết ngoài da bầm á, thì trong quá trình nằm bệnh viện, đi xuống bệnh viện trung tâm truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho bé đó, trong quá trình đó là bé thiếu là bác sĩ phải cho xét nghiệm cái nhóm máu. Bé đọc cái trang giấy đó, bé biết cái nhóm máu bé là nhóm máu gì rồi, thành ra là về bắt đầu cái chồng sớm nghe nói là anh là ba nuôi, thành ra bé mới hỏi một câu, bé không dám hỏi thẳng nhưng mà bé hỏi mí vậy, là bé hỏi ba ơi hỏi gì, ba nhóm máu nào, anh biết anh nghi ngại mới rầy bé con hỏi làm gì, thì con mới nói rằng là con hỏi cho biết vậy mà, là lúc đó anh đã biết, anh đã nghi ngờ là bé đã biết rồi nhưng bé không dám hỏi, đúng không con có hỏi ba đúng không đó. Thì nếu mà anh là cha ruột đó thì anh sẽ hiến máu cho con anh được. Không, cái đó là cái bệnh đó là trị thời gian nó hết, Dạ. uống thuốc tăng tiểu cầu lên thì nó Dạ. sẽ hết, với nó là vô nhân nó bị lãi trong bụng nhiều, nó gây ảnh hưởng rồi nhận được. Rồi bây giờ lỡ mà có mẹ con nhận con rồi đó thì bắt buộc là con phải xa cha thì con thấy thế nào? Con nghĩ con đồng ý, tại vì kiểu con muốn ở với ba. Nhưng mà con có muốn gặp mẹ không? Dạ có. Biết gặp mẹ coi ra thế nào ha. Hồi đó giờ là con sống là thiếu tình mẹ phải không? Dạ đúng rồi. Con đi học rồi bạn bè có chọc con không? Dạ không. Cháu mà về mẹ thì anh sẽ là người bị tổn thương. Đúng không con? Con có hiểu, con có thấy được điều đó không? Dạ có. Thì anh gợi ý như vậy á, thì em thấy là anh cũng có cái trách nhiệm là có nghĩa là rất là cao cả luôn á, không biết tả ra thế nào luôn. Bây giờ tình thương như vậy mà anh lên tiếng như vậy, không biết trong mình trong máy anh ra thế nào, nhưng mà đây nào cũng có điều lo lắng cho con cái mình ha. Đúng ra anh là bệnh nền, nói chung là thận suy thận độ 1 và cao huyết áp, thành ra là anh nên anh sợ mùa Covid này đó, nếu mà dính Covid vô bệnh nền như anh thì rất là nguy hiểm, nên anh mới lo cho bé sớm, chứ đâu mình đâu biết được. Sống nay chết mai mà đâu biết được. Anh là ở vị trí của anh là ở thành phố Hồ Chí Minh, anh có thể kể cụ thể cái vị trí anh đó, anh Quận qua chỗ ở này, địa chỉ chỗ anh ở. thì chỉ anh ở là quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì còn quê thì ở Tiền Giang. Anh ở vị trí là thành phố Hồ Chí Minh, còn vị trí Thuận là ở tỉnh Vĩnh Long. Thì anh gọi cũng mấy ngày trước rồi thì Thuận kết nối với anh, thì hôm nay thì Thuận có kêu anh nói là bây giờ là Thuận không có lên thành phố được, cố gắng anh kêu taxi tới đây đi, rồi để Thuận sẽ giúp cho anh cái ước nguyện của anh giống như thế này. Nhưng mà
Thuận tìm hiểu thì anh là làm cái nghề mà may mấy con gấu bông đúng không anh, để kiếm tiền nuôi cháu ăn học từ nhỏ tới lớn, từ lúc mà lọt lòng 3 ngày cho tới bây giờ, năm nay là 16 tuổi. Anh có thể Đây là anh giới những thiệu anh. cái con thú mà nó gắn bó với anh là em mấy năm rồi. À, Nó sẵn là đây con Thuận review luôn cô chú anh chị xem cái đây là đoạn những clip đây này là á, con thì rồng nhớ có đi ngang anh ấy ủng hộ anh luôn, đây là Thuận những review con luôn. rồng móc khóa, để lấy ra những cái con móc khóa này. Anh làm những công việc này để nuôi cháu nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy thương rồi tội Đây nghiệp là đi những ngang con chỗ anh này. tôm tôm móc khóa đó, những cái con này là nó gắn bó với anh này là năm 97 tới bây giờ. Trong quá trình anh sống rồi quá trình gặp bé cũng là cái này nó nuôi nuôi cả gia đình anh và nuôi bé Anh luôn, mai cái luôn này hả? mai Cái này anh mai hả? cái này mai luôn Mai bằng tay sao cái chân vậy sao không anh mai đạp mai được? mai bằng máy máy có con cốc á, mai rồi lộn ra Con mai được rồi không con? mẹ không có biết bé mai bé bé sao không biết mai đâu. Một Tại ngày vì anh làm như vậy là một tháng thì anh thu nhập được khoảng bao nhiêu? trước kia thì thu nhập cuộc sống đủ sống, nói chung là 5 triệu 4 triệu 5 triệu thì mình ở đây ở nhà thuê nữa anh cũng đủ sống, mà bây giờ lý do là bị dịch Covid á, cuộc sống rất là khó khăn nên anh cũng lo là không biết mình thu nhập rồi để đủ lo cho đóng tiền học cho bé hay không nữa, mà xã hưởng tiền học cho bé bây giờ nó lại vậy. Những cái con này là Cô chú anh đây chị, là con nai, anh làm đây là nhờ con cái cá, nghề như thế này là đây là để con rồng. kiếm tiền thu nhập để nuôi con của anh đó cô chú anh chị. Mà hôm nay thì anh đã kể như sớm giờ đó. Nói Cô chung chú anh là chị ở thành phố có nếu thấy anh tội nghiệp và đáng thương thì ủng hộ anh có mua những cái con gấu bông như thế này, xin hãy ghé ủng hộ anh. Anh đọc cái địa chỉ cụ thể số anh. điện thoại đi ha, số điện Có thoại. số điện Điện thoại thoại đi. là số điện thoại của anh là 0908 943 861. 0908 943 861. Anh có thể đọc địa chỉ một cái nữa anh. Địa chỉ của anh là ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng mong mẹ của cháu nếu thấy được video này, muốn kết nối với cháu có thể liên hệ trực tiếp với Thuận, cũng có thể liên hệ trực tiếp với anh luôn. Anh cũng có đọc số điện thoại rồi đó. Thì trước tiên thì thấy anh là một cái người phải nói là có tấm lòng rất là cao cả. Tuy rằng anh có tật như thế này đó, nhưng mà anh cưu mang. Thì hôm nay thì anh đã nói vậy, nếu mà anh lỡ có bất chấp gì thì phần còn lại thì anh không có trông cậy được nhà ai, không nếu nói chung là không có tốt cho cháu đó. Cái đó là riêng về cái phần phía bên anh. Còn cháu thì anh cũng muốn cháu tìm lại được cái cội nguồn của cháu cũng như là mẹ cháu, nếu có duyên thì cháu sẽ gặp được. Thận kính mong tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả ở tỉnh Trà Vinh, ở huyện Trà Cú, truy cập dùm Thận cái huyện này là mẹ ở huyện Trà Cú, là xin được phép nhắc lại là mẹ tên gì anh? Mẹ tên Nguyễn Thị Lan, Mẹ Nguyễn Thị Lan hình như lúc sinh năm 1988 đó, lúc bé cho bé 2006 là mẹ bé mẹ nói rằng là mẹ bé 18 tuổi, anh nghĩ là năm 88. rồi Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. chị Nguyễn Thị Lan ở xã Ý Đại Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Loan, xin lỗi Nguyễn Thị Loan, dạ Nguyễn Thị Loan. chị Nguyễn Thị Loan ở xã Trà Cú, thì Xã Đại An, huyện Trà Cú. xã Đại An huyện Trà Cú, kính mong tất cả quý vị ở tỉnh Trà Vinh chia sẻ cho rộng rãi lên. Biết đâu chừng đó thì lúc cho đó là chị cũng ở thành phố phải không? Lúc cho đó là chị lên thành phố Thành phố cho phải làm không? thuê ở đó, rồi trong quá trình làm thuê đâu biết như thế nào, là có bầu rồi đẻ con của anh, là nghe nói là vợ, nói chung là giờ lúc mà đi nhận bé tiếp xúc với mẹ bé ruột bé thì là vợ anh chứ không phải là anh. Tại anh khuyết tật đâu có tới chỗ đó được, thành ra là những cái chi tiết gì đó mẹ bé kể là anh nhớ rằng là mẹ mẹ bé là có nói rằng đi làm thuê ở gần cầu Tham Lương, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Nếu vậy thì thần kính kính có những mong cái điểm nhấn đó. nếu vậy thì thần cũng kính mong quý cô chú gần xa trong và ngoài nước truyền cái video này lan rộng lên cho tất cả các tỉnh thành cũng như là mẹ cháu. Hãy nhớ lại lúc trước khoảng 18 tuổi mình có cho một cháu gái, sau sau đó thì hôm nay đã thấy hình hài như thế này rất là hoàn thiện, cháu rất là đẹp gái và ngoan ngoãn, chịu chăm học nữa, hôm nay là học được lớp 10 rồi.
thì học cũng khá giỏi cô chú anh chị. Thì mọi việc đó thì thần cũng kính mong nếu mà chị còn sống thì hãy liên hệ lại để xem coi anh có nhiều điều muốn nói với chị, hoặc là gặp trực tiếp với thần thì thần sẽ kết nối lại. Mẹ cháu bắt cháu về thì anh cảm thấy thế nào? Cái niềm đó là niềm mong mỏi, mong ước nguyện của anh. Anh nuôi bé, thương bé hết trách nhiệm của người cha đối với người con. Thần nhắc lại một lần nữa là anh không có yêu cầu là nhận tiền của mẹ, không nhận bất cứ điều gì. Nếu như mẹ bé mà thương bé, có điều kiện lo cho bé, điều thứ nhất, điều thứ hai mà bé muốn về ở với mẹ bé để có điều kiện tốt cho bé học hành vấn đề sau này hơn, anh sẵn sàng dâng hai tay, anh không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tuy nhiên như vậy đó, thì thần đứng chứng giữa mà nói thì nếu mà cháu đi về mẹ thì anh sẽ là người tổn thương rất nặng đó cô chú anh chị. Thì người mẹ anh đã cung mang như vậy đó, thì cũng mong người mẹ xem video này, kết nối tốt nhất là kết nối với thần đi cho nó vẹn tròn cả đôi bên. Cháu cũng không bị thần, lúc nào thần cũng muốn là cháu cũng không bị thương, mẹ cũng không bị thương, rồi anh cũng không bị thương, mọi việc nó sẽ giống như ý của anh. Mong là quý cộng đồng mạng nếu mà biết tin gì thì giúp đỡ giùm, lan tỏ ra giùm gì đó, giúp đỡ giùm để có cái duyên mẹ bé để liên lạc lại với bé, để có cuộc sống của bé sau này có chỗ nương tựa. Người ta nói rằng là hổ dữ không ăn thịt con. Anh cũng nghĩ rằng là lúc đó chắc mẹ bé gặp khó khăn gì đó nên mới cho bé, chứ không ai người phụ nữ nào mà đành lòng mà đẻ con để cho người khác. Cái lúc cho đó là cái người mẹ tỏ ra khổ hay là... Nói chung cũng có khóc, cũng có khóc. Anh nghĩ là có một cái nội tình gì đó nhưng mình không biết được. Nhưng mà theo quan điểm suy nghĩ của anh á, là không ai muốn bỏ con mình đâu. Nhưng mà chắc có một lý do nào đó bắt hạn án nên mới làm việc đó. Đó. Còn nếu mà bé sau này mà bé mà có điều gì, anh là một người đứng kẻ giữa để động viên bé, để tha thứ cho mẹ bé và nhìn nhận mẹ bé. Thì biết mẹ bé rồi mới biết ba bé là ai. Tại vì con người ta sống phải có cội có nguồn. Đó là tâm nguyện suy nghĩ của anh là như vậy. Nên anh nuôi bé là anh chỉ biết nuôi bé hoàn thành trách nhiệm người cha đối với người con thôi. Chứ không có nghĩ rằng nuôi bé để sau này nhờ hay là báo hiếu gì đó, anh không nhận cái điều đó. Rồi Trang ơi, vậy chú nói với vậy con hiểu không? Ví dụ như là nãy giờ chú nói là cái sự tổn thương của cha con là con hiểu không? Dạ có. Thì bây giờ chú cũng có ý kiến vậy ha, với anh luôn ha. Nếu mà trường hợp xấu nhất, thần cũng xin phép cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả luôn, trường hợp xấu nhất có bất chấp gì thì anh với cháu đã tới rồi, thì bất chấp gì thì quay lại với em nha. Sau lưng thì mình thì ví dụ như anh khó khăn như vậy mà nuôi cháu vậy thì có bất chấp gì, sau lưng còn có cô chú Mạnh Thường Quân, còn có khán giả nữa. Rồi anh cũng vui vẻ lên mà sống ha. Thì hôm nay thì anh có, hôm trước em nhận cái cuộc gọi thì em cũng có kêu anh là cứ kêu taxi đi tới nhà em, thì em sẽ đưa lên cái giống như ngày hôm nay. Thì tiền taxi hôm nay là nhiêu? Taxi bao thì nó đúng ra anh Tuấn ảnh cũng ở gần chỗ ảnh, nói chung là ảnh có cái tấm lòng tốt, nó đúng ra thì 3 triệu 3 triệu mấy người ta hoài người ta mới đi giá đó. Còn ảnh thấy hoàn cảnh ảnh thương á, với bằng cái công việc này là mang tính nhân văn nữa. Thật ra anh lấy có 2 triệu tiền xăng thôi. Tuy rằng anh tật nguyện như vậy nhưng mà vẫn cưu mang là con, là người con, là không phải là con ruột của anh. Như vậy á, tấm lòng rất là cao cả của chú anh chị. Thì dưới một điều nữa thì anh chỉ làm cái nghề mà mai mấy con gấu bông nhỏ nhỏ để làm móc khóa để kiếm tiền. Thì tính ra thì thật thấy là anh là một người khó khăn nữa, không có nhà cửa ở, anh phải ở thuê, ở trọ. Thì thần xin được phép chích một số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân ra, cũng như là tiền quỹ của cô chú Mạnh Thường Quân để dành giúp đỡ những người khó khăn. Thì xin được phép chích để giúp đỡ cho anh, cũng như là thần cũng có kêu gọi anh thuê taxi tới nhà thần để làm một cái phóng sự như thế này, thì thần sẽ thanh toán tiền taxi lại cho anh. Thì xin được phép chích thêm số tiền để giúp cho anh, coi như là anh có cái động lực, cũng như là anh có cái người chí thú làm ăn đó cô chú anh chị. Xin được phép chích số tiền là của anh Thanh Long ở bên Mỹ, như là ủng hộ số tiền của anh còn lại là 17 triệu. Hôm nay thần chích 2 triệu còn lại 14 triệu. Tiếp theo anh Nguyễn Công Lộc ở bên Úc, như là ủng hộ số tiền của anh còn lại là 4 triệu 500 ngàn. Thần chích 1 triệu còn lại là 3 triệu 500 ngàn.
Chị Lisa Huỳnh ở bên Mỹ nhiều lần ủng hộ, số tiền của chị còn lại là 20 triệu 430 ngàn. Hôm nay trích 2 triệu còn lại là 18 triệu 430 ngàn. Tổng cộng số tiền là 5 triệu. Rồi em gửi cho anh 5 triệu ha. Rồi. Anh xin cảm ơn Thuận. Nhưng mà anh nghĩ như thế này, cuộc sống bây giờ ai cũng khó khăn cả, cái mùa dịch này nữa. Nó đúng ra anh rất là khó khăn, lo bé học này kia cũng khó khăn lắm, ở nhà thuê nữa. Nhưng mà anh nghĩ rằng là anh nên lấy đủ tiền xe 2 triệu thôi. Còn 3 triệu này anh gửi lại cho em coi hoàn cảnh là khó khăn hơn anh, để giúp nó hợp lý hơn. Còn khi nào mà anh cần sự giúp đỡ thì nó sẽ tốt hơn. Anh nghĩ là như vậy. Anh gửi lại 3 triệu qua. Vậy sao anh không nhận đi? Không, anh còn xây sở được. Nói chung trong nghèo khó nhưng mà còn xây sở được. Thì thôi, thì có những người là ta không xây sở được, ta cần số tiền này. Em giúp đỡ. À, như vậy là 2 triệu mình đủ 2 triệu trả tiền xe không đủ anh? Xe thôi. Đủ vậy đủ hả? Tiền xe. Đó. Cô chú anh chị đã thấy con người chân thật của anh. Thì tuy rằng anh nãy anh kể là cũng đang khó khăn phải không? Khó khăn lắm, từ tiền học hành con này kia, cuộc sống bướng nhà rất là khó khăn. Mà dịch Covid rồi hàng hiện bán giờ là rồi. Cũng anh cũng đang ở nhà mướn hay sao? Ở nhà thuê, đang ở nhà thuê. Con thì học tư thục, một năm đóng 18 triệu. Đó, thành học phí bé rất là cao nhưng mà... Sao anh vậy thì anh không nhận cái này đi để cho nó đỡ phần tại nào anh? Tại vì anh còn xây sở được năm nay. Còn xây sở đóng học phí năm nay không biết qua năm như thế nào. Mình khi nào mình thật sự cần thiết cái sự giúp đỡ người khác mình mới nhận, còn bây giờ còn xây sở được thì con không nên nhận, để đây bằng đó cho người khác. Rồi vậy qua ha. Đây ta cũng qua kênh Tướng Phạm cũng cảm ơn quý ân nhân ở trong nước ngoài nước đã hỗ trợ cái quỹ của Thuận, nên Thuận đã gửi tiền xe cho Khanh 2 triệu, rất là cảm ơn chân thành. Chúc quý Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe, bình an, làm ăn phát tài. Cảm ơn. Thôi bây giờ cũng nhớ lời em dặn ha, lỡ có bất chấp gì, có khó khăn gì thì cha con cứ quay lại em, sau lưng của mình còn lại cô chú mình đồng quân với lại khán giả nữa. Thì hoàn cảnh của mình giống như vậy thì em nghĩ là ai cũng thương hết ha. Hy vọng rằng là vui hay buồn gì anh cũng nghĩ rằng nên quay lại thử một lần nữa. Anh nghĩ là như vậy, ví dụ như mà mẹ bé mà có nhận bé mà mọi chuyện tốt đẹp, anh cũng đến đây để lên cộng đồng mạng để báo báo những cái tin mừng. Còn nếu như mà không thời gian lâu mà mẹ bé không liên lạc, anh đến đây cũng mong cộng đồng cũng đến kênh của Thượng Phạm để mong cộng đồng lan tỏa tiếp. Đó là tổng thể là như vậy. Cô chú anh chị ơi, thì cô chú chị đã thấy cái tấm lòng của anh rồi đó. Thần giúp đỡ cho 5 triệu mà anh chỉ nhận 2 triệu tiền taxi tới nhà Thần thôi. Thì Thần nãy có đọc là nguyên ba vị Mạnh Thường Quân thì Thần trừ ra hai vị đi. Thì hôm nay thì Thần dùng 2 triệu tiền là của anh Thanh Long ở bên Mỹ. Xin rất chân thành cảm ơn số tiền của anh đã hỗ trợ cũng như là gửi tiền quỹ để Thần giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn. Cũng giống như anh thì hôm nay số tiền của anh đã giúp được anh đi taxi tới đây, lặn lội tới đây, cũng như là cái mong muốn của anh như vậy. Cộng lại là anh là một cái hoàn cảnh khó khăn nữa của chú anh chị. Thần cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền của anh Nguyễn Công Lập, chị Ly Sa Huỳnh. Thần sẽ dùng cái tiền này để giúp đỡ cho bà con nghèo tiếp theo nữa. Rồi vậy ha anh. Rồi em cũng chúc anh may mắn ha. Rồi con có lời nào muốn nói không? Hả? Nãy giờ ít nói quá, nói đi. Nếu mà con gặp mẹ, con sẽ nói mẹ hỏi con có chịu về mẹ không, con sẽ nói như sao? Dạ, con nghĩ là con sẽ không đồng ý tại vì con muốn ở với ba. Vậy thì Thận mà kính mong chị là mẹ của cháu, nếu mà có muốn thu mang cháu về, hãy tìm cách để tiếp cận cháu, coi như là dành tình thương lại cho cháu, tại vì xưa nay là không có biết gì ha. Dạ, chưa có cái tình thương ha. Nếu mà có duyên gặp thì kết nối với Thượng hoặc là với anh, từ từ thì chị sẽ tạo ra một cái tình cảm gắn bó keo sơn với cháu. Thì Thượng nghĩ là cháu sẽ đồng ý, tại vì bây giờ thì cháu cũng dang rộng vòng tay rồi, cũng muốn gặp mẹ rồi đó. Rồi vậy ha, chú cũng hy vọng là cháu sẽ gặp được người mẹ mình nha. Rồi có buồn không, thấy quẹt nước mắt vậy? Không thì không có buồn, nó là vui chứ, tại xuống tới đây được mà như thế này, nhờ sự giúp đỡ gân cứng cũng như là kênh của em anh mới được tới đây, là cái duyên đúng là cái duyên đó. Anh nghĩ là hy vọng lần này sẽ tốt. Cô chú anh chị ơi, thì cái câu chuyện của anh tìm con cũng có lên báo chí rồi, trên báo chí cũng có. Thì hôm nay
thần cũng muốn lan truyền rộng cái video này để khắp đất nước, đặc biệt là ở tỉnh Trà Vinh. Thần cũng hy vọng là anh sẽ kết nối được với mẹ của cháu để cho mẹ con đoàn tụ lại. Kính thưa quý vị, thần cũng xin khép video lại tại đây. Cái địa chỉ đó là anh cũng đã tới 2 lần rồi, nhưng mà chính quyền địa phương tôi nói không có tên đó, mà không biết rằng là anh đang băn khoăn không biết rằng cái địa chỉ đó mẹ lúc mẹ cho có chính xác hay không, hay là có đúng hay không. Nếu như mà không phải ở Trà Vinh, cả nước, nếu như ai nằm trong đúng cái hoàn cảnh đó là mẹ của bé sinh bé ngày 1 tháng 10 năm 2006 bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh, nếu ai cho con sinh một đứa gái mà cho con ngày đó thì cứ liên lạc là chính xác nhất. Chứ tại cái địa chỉ đó xuống không tìm rồi 2 lần mà không được, không biết có phải là ở địa phương đó hay không, hay là địa phương khác. Nói tóm lại là có một người phụ nữ độ tuổi 18 tuổi thì có cho một người con rơi đi ha, hãy truy cập lại, chắc là ngày đó có chắc cũng khá là nhiều người, nhưng mà mấy chị cố gắng nhớ lại thì anh ở đây là anh cô mang đó, cháu đây rất là hoàn hảo rồi đó, cố gắng nhìn nhận lại ha, thần cũng mong là gia đình được suôn sẻ vậy thôi ha, cố gắng lên ha anh, rồi chúc sức khỏe anh nhiều ha, cố gắng lên để nuôi con tiếp nữa. Em cũng hy vọng là anh sẽ sống hoài hoài luôn, rồi nuôi con cho nó trưởng thành qua 18, 20 tuổi rồi ra trường cái luôn, là bé tự nuôi lại anh luôn. Cái điều này là em cũng rất mong muốn đó. Cái hy vọng của anh là nuôi cho bé trưởng thành, học tới nơi tới chốn, thì có ăn việc làm. Cái điều đó là tâm nguyện cuối cùng của anh, mà không biết như thế nào, tại bây giờ là mình cũng có bệnh nền nữa, là bệnh Covid nữa, không em biết như thế nào, đó là cố gắng thôi chứ không biết thế nào. Thì hy em cũng mong anh là có một cái cuộc sống tốt, rồi cháu cũng vậy, chỉ năm nay 16 tuổi rồi, khoảng chừng 2, 3, 4 năm nữa là cháu trưởng thành, đúng không anh tài xế? Trưởng thành rồi nuôi lại cha mẹ ha, được không? Ví dụ như mà mốt không có mẹ nhận, con trưởng thành lên con tự sống được không? Dạ được. Tự tin ha? Dạ có chứ chú. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà riêng cha con là nãy như cha con nói là cái cuộc sống mà khi mà không có cha con là con gặp khó khăn đó, tại vì cha con là lớn tuổi rồi cho nên là nhìn thấy biết, chắc là ngoài cha con ra là không có người bảo vệ không, con tốt bằng cha, không có chỗ nào nương tựa, không có luôn. Chú nhắc lại ha, nếu có gì thì quay lại chú, bên cạnh mình còn có Mạnh Thục Quân, còn có cô chú khán giả nữa nha, quay lại ha, con đã tới một lần con biết chỗ rồi phải không. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thục Quân và quý khán giả, anh cũng có cái ước muốn của anh là muốn như vậy, thật cũng muốn anh đạt được như vậy, thì thần cũng lúc nào thần cũng muốn vuông tròn cả đôi bên. Kính thưa quý vị, thần cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.